Thủy Tiên xúc động sau gần một năm đương nhiệm là top 5 nhưng có đến 2 sân khấu Final Walk. Hoa hậu Thủy Tiên đã có những chia sẻ đầy xúc động sau gần một năm được bổ nhiệm làm Miss Grand Việt Nam 2021. Tối mùng 1 tháng 10, đêm chung kết cuộc thi Miss Grand Việt Nam 2022 đã diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc thi được tổ chức nhờ vào thành công của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên tại Miss Grand International 2021. Trong đêm chung kết này, Thủy Tiên đã có màn Final Walk kết thúc nhiệm kỳ đầy thành công của mình. Diện bộ váy xuyên thấu đúng với phong cách thường thấy, Thủy Tiên đã có bài phát biểu vô cùng cảm động. Cô đã bật khóc trước tình cảm quá lớn mà bản thân nhận được trong 9 tháng đương nhiệm. Cảm ơn tất cả đã tạo nên Thủy Tiên ngày hôm nay. Trong suốt 301 ngày qua, Tiên đã làm việc không ngừng nghỉ, không phải vì Tiên không biết mệt mà vì trong 12 nước đã đi qua. Trước khi biết đến Thủy Tiên thì họ sẽ biết Miss Grand International đến từ Việt Nam. Nên dù có jet lag, đau chân, mệt mỏi, nhưng khi bước ra ngoài Tiên đều cố gắng mạnh mẽ, bởi đó là hình ảnh người phụ nữ Việt Nam Tiên muốn mang đến thế giới. Tiên hy vọng sẽ không làm mọi người thất vọng. Kết thúc bài phát biểu, Thủy Tiên đã một lần nữa hô vang tên mình như cô đã từng làm tại đấu trường quốc tế. Khán giả vô cùng xúc động trước những lời nói từ đáy lòng của nàng hậu và hy vọng cô sẽ đạt được nhiều thành công trong tương lai.